Bố ơi, đọc sách. Câu chuyện bố đọc hôm nay có tên Vua Sư Tử. Hôm nay, thú rừng từ khắp nơi trên đồng bằng châu Phi đầy bụi cùng nhau tề tụ lại. Các thú rừng này đến nơi hội ngộ bằng móng vuốt mềm mại hoặc móng guốc to khỏe hay bằng đôi cánh to rộng của chính mình. Mỗi con vật từ chú kiến nhỏ nhất đến con voi to nhất đều di chuyển đến một nơi. Đó chính là mỏm đá kiêu hãnh. Vì đó chính là nhà của vua sư tử. Vì hôm nay là một ngày thật đặc biệt ở vùng đất kiêu hãnh này. Hôm nay, Simba, chú sư tử nhỏ, là đứa con đầu lòng của vua sư tử Mufasa và nữ hoàng Sarabi sẽ tham gia vào vòng tròn cuộc sống vĩ đại. Các thú rừng ổn định vị trí của mình và rồi cúi đầu trước vua sư tử Mufasa. Ngay sau đó, Rafiki, chú khỉ đầu chó khôn ngoan, đứng ở rìa của mỏm đá kiêu hãnh và nâng cao chú sư tử nhỏ lên để mọi người cùng xem. Tất cả các loài động vật cùng nhau reo hò thật lớn. Những chú voi thì thổi kèn, những chú ngựa vằn thì hí vang, còn những chú chim lại cùng nhau hót một cách vui vẻ khi nhìn thấy Simba, vị vua sư tử tương lai. Nhưng có một con vật đã không tham gia vào nghi lễ vui vẻ này. Đó là Scar, người em trai hay ghen tị của nhà vua, kẻ đang ở trong hang của anh ta. Sau đó, Scar chỉ cười khi quân sư của nhà vua, chú chim hồng hoàng Zaru, chỉ trích anh ta. Rồi con sư tử độc ác ngoạm con chim vào miệng. Scar chắc đã ăn thịt Zaru nếu vua sư tử Mufasa không tới kịp lúc. Zaru lau sạch lông của mình và mắng: "Là em trai của nhà vua, anh phải nên đứng ở hàng đầu tiên trong buổi lễ của Simba thay vì đứng ở trong hang." Đôi mắt xanh của Scar có một tia sáng lóe lên. "Tôi là người đầu tiên trong hàng cho đến khi búi lông kia sinh ra." Vua sư tử Mufasa gầm gừ nói: "Búi lông đó là con trai của ta và là vị vua tương lai của vương quốc này." Scar ngoảnh mặt đi. Mufasa cảnh báo: "Đừng làm điều gì chống đối lại ta." Scar ngoái đầu nhìn qua vai của mình. Đôi mắt anh ta nheo lại rồi nói: "Có lẽ anh không nên làm gì chống đối tôi mới đúng." Simba lớn nhanh như thổi. Một hôm, Mufasa dắt con của mình lên mỏm đá kiêu hãnh và kể cho Simba nghe. "Cuộc sống là một vòng tròn không bao giờ ngừng quay. Một ngày nào đó, mặt trời sẽ ngừng thời gian cai trị của ta và con sẽ trở thành vị vua của vương quốc này. Rồi tất cả mọi thứ mà ánh nắng mặt trời có thể chạm tới là của con." "Còn những ánh nắng không thể chạm tới thì sao hả cha?" Simba hỏi. Mufasa nhấn mạnh: "Con không được đến nơi đó." Đột nhiên, Zaru bay xuống và hét lên: "Linh cẩu đã đến vùng đất kiêu hãnh." Mufasa buồn bã nói: "Zaru, hãy đưa Simba về nhà." "Nhưng cha ơi, sao con không được đi chung vậy cha?" Mufasa lắc chiếc bờm dũng mãnh của mình. "Chiến đấu với những con linh cẩu xảo quyệt không phải là việc dành cho sư tử con." Sau đó, Simba hỏi chú Scar của mình về vùng đất bóng tối. Một kế hoạch ác độc lóe lên trong đầu của Scar. "Chỉ có những con sư tử dũng cảm nhất mới có thể tới được nghĩa địa của loài voi." Scar kể cho Simba nghe. Ông ấy biết con sư tử khờ dại sẽ tới đó chỉ để chứng minh sự dũng cảm của mình. Scar đã đúng. Simba đã không thể nào chờ đợi mà đi đến nghĩa địa của loài voi với người bạn thân nhất của mình, Nala. Nhưng làm sao họ có thể đi được khi Zaru đang trông chừng
nhất cử nhất động của cả hai. Chúng ta phải trốn được Zaru, Simba thì thầm. Nala mỉm cười đồng ý. Hai bạn nhanh chóng tìm được cách trốn khỏi người chăm trẻ lông chim của mình. Chẳng mấy chốc, hai con sư tử nhỏ đã tới được nơi tăm tối và bí ẩn, vượt xa biên giới của vùng đất kiêu hãnh. Những bộ xương khổng lồ chìa lên từ mặt đất. Nơi đáng sợ gì vậy? Nala thì thầm. Hãy khám phá nó đi nào, Simba nói. Mình cười khi đối diện với nguy hiểm. Ha ha ha. Ba con linh cẩu độc ác, Zenji, Banzai và Ed cười một cách nham hiểm. Nhìn kìa anh em, vị vua phù hợp với một bữa ăn của chúng ta. Zenji cười mỉa mai. Hai chú sư tử nhỏ tháo chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị bao vây. Simba bước lên trước Nala một cách hùng dũng và cố gắng gầm gừ. Những con linh cẩu cười lớn khinh miệt. Simba mở miệng to ra để gầm lại. Lần này, âm thanh vọng qua bộ xương voi đã tạo thành một tiếng gầm kinh thiên động địa. Những con linh cẩu bắt đầu bối rối và Simba cũng vậy cho đến khi Mufasa nhảy tới. Mufasa dũng mãnh đã đuổi những con linh cẩu đi. Zaru đã thấy hai con sư tử nhỏ gặp nguy hiểm và đã bay tới trợ giúp. Mufasa nói với Zaru, đưa Nala về nhà. Rồi ông la Simba vì đã không nghe lời ông. Mà cha ơi, con chỉ cố gắng để dũng cảm giống như cha, Simba giải thích. Mufasa thở dài. Là một con sư tử can đảm không có nghĩa là con đi tìm rắc rối, Simba. Một ông vua tốt thì phải vừa sáng suốt vừa dũng cảm. Simba đột nhiên cảm thấy nhỏ bé. Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau, đúng không cha? Mufasa nhìn lên bầu trời đầy sao và nói. Những hoàng đế vĩ đại, tổ tiên của chúng ta, đang nhìn chúng ta từ các ngôi sao ở trên kia. Vì thế, bất kỳ khi nào con cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhớ là tổ tiên con luôn ở trên đó để dẫn đường cho con. Và ta cũng vậy. Sau đó, Scar gặp các con linh cẩu đang đói khát. Tôi đã đem hai con sư tử đến tận nơi cho mấy ông. Vậy mà... Scar phàn nàn. Chúng có đến một mình đâu, Zenji rên rỉ. Nhưng Scar đã có một kế hoạch khác để ông ta được làm vua. Đi theo ta, các người sẽ không bao giờ đói khát nữa, Scar hứa. Bầy linh cẩu nhảy lên mừng rỡ. Buổi sáng hôm sau, Scar dẫn Simba đến hẻm núi sâu. Ở lại đây đi con, Scar ra lệnh. Cha của con có một bất ngờ rất là đặc biệt cho con đó. Có chắc là con thích bất ngờ đó không ạ? Scar cười nham hiểm. Ôi, nó bất ngờ chết đi được, ông nói khi ông đã dời đi. Rồi ông ra một tín hiệu cho bầy linh cẩu đang chờ sẵn ở sườn núi. Bầy linh cẩu hiểu mình cần phải làm gì. Chúng đuổi một đàn linh dương trâu bò rất đông chạy xuống hẻm núi. Simba cảm giác được mặt đất đang rung động lên. Cậu ấy nghe tiếng lách cách của hàng ngàn chiếc móng. Rồi Simba thấy một đàn linh dương trâu bò tiến thẳng đến chỗ của mình. Simba cố gắng trèo lên trên một cái cây chết và ôm lấy một cành cây. Cứu tôi với, Simba hét lên. Sự giúp đỡ đang trên đường tới vì Scar đã tìm thấy anh của mình. Mufasa, Simba đang bị kẹt trong một đàn linh dương đầu bò, Scar hét lên. Như Scar đã dự đoán, Mufasa chạy vội đến để cứu con mình. Ông ấy kéo con mình đến chỗ an toàn, nhưng lại bị rơi dưới làn sóng của các móng chân. Cha, Simba hét lên. Cậu bé không thể nhìn thấy gì trong đám mây bụi to lớn.
Mufasa cố gắng leo lên một mỏm đá dốc. Từ trên cao, Scar nhìn thấy anh mình leo lên một cách chật vật. Giúp anh, em ơi, giúp anh! Mufasa cầu cứu. Scar nắm lấy bàn chân của Mufasa, kéo ông lên thật gần rồi thì thầm. Đức vua vạn tuế! Sau đó buông Mufasa ra, cho ông té xuống từ trên đoạn dốc cao. Khi đàn linh dương đầu bò đã chạy đi chỗ khác, Simba tìm thấy cha của mình nằm bất động trong bụi cây. Không! Simba khóc. Scar đến gần bên chú sư tử nhỏ đang khóc. Con đã làm gì? Scar nói giọng kết tội. Có rất nhiều con linh dương đầu bò ở đó. Cha đã cố gắng cứu con. Nó là một tai nạn. Simba hổn hển. Con không có cố tình. Tất nhiên là con không cố tình rồi. Nhưng không phải vì con thì cha vẫn còn sống. Mẹ của con sẽ nghĩ gì đây? Scar hỏi. Simba cảm thấy tội lỗi. Con nên làm gì bây giờ? Chạy đi, Scar khuyên. Chạy đi và đừng bao giờ quay trở lại. Scar nhìn theo Simba chạy rồi ra lệnh cho một vài con linh cẩu đuổi theo. Đàn linh cẩu đuổi Simba đến biên giới của vùng đất kiêu hãnh. Chú sư tử nhỏ nhảy xuống một bụi cây gai ở rìa sa mạc. Đàn linh cẩu thấy trước mắt là các bụi cây gai sắc nhọn và ở phía xa xa là sa mạc rộng lớn. Con sư tử nhãi con này không sống nổi đến một ngày đâu, Genji tuyên bố. Simba chạy cho đến khi kiệt sức. Chú sư tử nhỏ đói và khát nằm bất động ở trên cát. Các con kền kền hấu đói thì bay vòng quanh và nhìn chằm chằm vào chú sư tử nhỏ. Nhưng chú chồn Timon và người bạn to lớn của mình, lợn bướu Pumba, đã đuổi các con kền kền này đi. Simba thức dậy ở trong ngôi nhà trong rừng rậm của họ. Con từ đâu tới? Timon hỏi. Simba thở dài. Các bác không cần quan tâm, con không có thể về. Nhóc đã làm gì? Pumba hỏi. Chuyện gì đó rất là tồi tệ, Simba đáp. Timon nhún vai. Không mà quan tâm đến việc đó chứ. Chúng ta phải bỏ qua quá khứ phía sau. Hakuna Matata. Là sao ạ? Simba hỏi. Hakuna Matata, Timon lặp lại. Nó có nghĩa là đừng lo. Đó là chân lý sống của chúng ta, và đây là thứ mà chúng ta sống dựa vào. Timon khoe Simba một con côn trùng đang ngọ nguậy. Simba nhìn Pumba ăn một con bọ. Hơi nhớt nhớt nhưng mà đã, Pumba nói khi đang ở. Simba cau mày nhưng rồi cũng ăn một con bọ lật lớn. Sau đó chú sư tử nhỏ cũng mỉm cười và nói Hakuna Matata. Nhiều tháng sau đó, Simba ăn rất nhiều con bọ và lớn dần thành chàng sư tử trưởng thành. Phần lớn thời gian thì chú rất vui với bạn của mình là Timon và Pumba, nhưng cũng rất nhớ mẹ và hay nghĩ tới cha của mình. Vào một đêm, khi họ cùng nhau ngắm sao, Simba nhớ những gì cha đã nói với mình khi xưa. Chú tự hỏi rằng tổ tiên vĩ đại của mình có thực sự đang nhìn xuống từ các ngôi sao đó không? Simba cảm thấy rất cô đơn. Hôm sau, Simba nghe Timon hét lớn. Cậu liền chạy tới giải cứu. Một con sư tử cái đói khát đang sắp vồ lên người của Pumba. Chú lợn bướu thì đang bị kẹt dưới một khúc gỗ. Timon đang cố gắng bảo vệ Pumba một cách dũng cảm. Simba gầm lớn rồi nhảy lên con sư tử cái. Nhưng khi họ bắt đầu đánh nhau thì Simba nhận ra người bạn năm xưa của mình, Nala. Cậu ấy kêu lên trong sự kinh ngạc. Nàng sư tử cái nhìn sâu trong ánh mắt của chàng sư tử trẻ đẹp trai và nói nhỏ. Simba hả? Scar nói với chúng tớ là cậu chết rồi mà. Nala còn kể cho Simba những câu chuyện tồi tệ mà vua Scar
và các con linh cẩu của mình đã làm khi họ thống trị vùng đất kiêu hãnh. Nơi đó giờ không còn thức ăn, nước uống và có rất nhiều con vật đã bỏ đi. Nhưng cậu có thể trở về làm vua, rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi mà. Nala nói. Mình không phải là vua. Simba nói một cách tức giận. Nhưng buổi tối hôm đó, Rafiki, con khỉ đầu chó, đến chỗ Simba và hứa sẽ cho cậu nhìn thấy cha cậu. Khi Simba nhìn lên các vì sao, cậu ấy nghe một giọng nói quen thuộc. Simba, cha cậu hỏi. Con đã quên cha rồi sao? Simba thẳng thốt. Không, làm sao con có thể? Con đã quên mình là ai, nên con đã quên cha. Giọng nói ma mị cất lên. Hãy tự hỏi con đi Simba. Con có thể làm tốt hơn hiện tại bây giờ. Con bắt buộc phải làm tròn vị trí của mình trong vòng tròn cuộc sống. Simba biết cha mình là đúng. Các bạn cậu đã đi cùng cậu đến vùng đất kiêu hãnh. Quay trở lại mỏm đá kiêu hãnh, vua Scar đang rất giận dữ vì Sarabi không thể tìm ra thức ăn. Tự nhiên, Scar nghe thấy một tiếng gầm to lớn. Ông ấy không thể tin vào mắt của mình. Mufasa, không thể nào, anh đã chết rồi mà. Nhưng Sarabi nhận ra con của mình. Simba, cô ấy nói nhỏ. Tôi về để lấy lại vị trí của mình, là một đức vua. Simba cầm cự, nhưng Scar sẽ không rút lui dễ dàng như vậy. Scar nhào vào Simba, nhưng con sư tử ác độc đã bị trượt. Thay vào đó, các con linh cẩu lao tới Simba. Mỏm đá bất khả xâm phạm vang vọng tiếng cười hớn hở của các con linh cẩu khi chúng ép được Simba tới rìa của mỏm đá. Scar bước lại chỗ của chú sư tử trẻ đang dần kiệt sức. Lần này, cha mày không ở đây để cứu mày rồi. Scar chế nhạo. Rồi Scar đẩy Simba xuống mỏm đá. Simba cố gắng dùng móng vuốt của mình để bấu vào mỏm đá dốc. Cảnh này quen quen. Scar chế nhạo. Ồ, nhớ rồi. Đó cũng là gương mặt cha mày trước khi ta giết ổng. Cuối cùng, Simba cũng biết được sự thật. Vừa gầm lớn, cậu vừa phóng lên vồ lấy Scar. Trong lúc đó, Timon, Pumba và các con sư tử cái đã đuổi bọn linh cẩu ra khỏi mỏm đá kiêu hãnh. Khi Simba khiến cho Scar bay xuống đỉnh núi, kẻ ác độc rơi xuống đúng ngay bầy linh cẩu đói khát. Chúng cười một cách thô lỗ. Cuối cùng, chúng cũng có một bữa ăn phù hợp cho một đức vua. Hay nói cách khác là một đức vua phù hợp cho một bữa ăn. Simba cảm ơn những người bạn của mình, rồi cậu ấy tiến đến đỉnh của mỏm đá kiêu hãnh. Tiếng gầm của cậu vang dội cả vương quốc. Một vị vua xứng đáng đã lấy lại được ngai vàng của mình. Các cánh đồng đã sớm xanh mướt trở lại. Các con vật từ từ trở về và chuyện săn mồi dần dần trở lại tốt đẹp như xưa. Simba biết rằng một vị vua phải cần có một nữ hoàng, nên tất nhiên cậu ấy chọn Nala xinh đẹp. Không lâu sau đó, các con vật lại tề tựu trên cánh đồng bụi bặm ở châu Phi. Lần này, họ tới để ăn mừng con đầu lòng của vua Simba và nữ hoàng Nala. Rafiki lớn tuổi, sáng suốt, đứng tại bìa của mỏm đá kiêu hãnh và giơ cao chú sư tử nhỏ lên cho mọi người cùng nhìn thấy. Các chú voi thổi kèn và các chú ngựa vằn nhảy múa vui vẻ để đón chào vị vua sư tử tương lai tham gia vào vòng tròn cuộc sống vĩ đại.
Bye.